Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì bây giờ mình sẽ làm về di tướng Omen theo cầu của rất là nhiều bạn. Thì Omen là một di tướng rất là mạnh nha mọi người. Chơi được cả hai vị trí, một là solo đường đầu thằng, hai là đi trợ thủ. Thì do tính chất của cái di tướng này nó nói hơi nhiều nên là mình sẽ làm từng cái vị trí. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về cái bản ngọc trang bị phụ hiệu cho Omen đi ở vị trí solo tà thần nha. Thì còn trợ thủ thì mình sẽ chia sẻ cái video sau để cho mọi người xem á, mọi người chơi đỡ tốn thời gian, dễ hiểu và dễ nhớ. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái bản ngọc cho Omen đi solo đường tà thần. Thì Omen đi solo tà thần các mọi người. Thì lên ngọc cũng giống như là một số vị tướng AD trợ thủ đến là ngọc tốc đánh. Thì ngọc đỏ 10 viên mình sẽ lên là tỷ lệ chí mạng và tốc đánh nha. Còn ngọc tím thì hãy lên 10 viên tốc đánh tốc chạy. Đó. Còn ngọc xanh thì mình lên 10 viên công vật lý và xiên giáp. Thì đây là cái bản ngọc dành cho Omen đi solo được tà thần, nó có 26% tốc đánh nha. Về trang bị cho Omen đi solo đường tà thần á, thì mọi người hãy lên cho mình đầu tiên chính là một chiếc giày. Thì nếu mà gặp tên bạn mà chỉ có một pháp sư mà nó yếu á, thấy nó không có được mạnh á mọi người, thì hãy lên chiếc giày hộ vệ cũng được. Còn không thì bình thường hãy lên chiếc giày kiên cường. Tại vì khi mà tên bạn vẫn có một số vị tướng cho thủ cái khả năng khống chế tốt như là vị tướng Agum Agum hay là vị tướng Gắt nè, thì mình hãy lên cái này cũng được nha. Món thứ hai là hãy lên cái kiếm Phoenix. Món thứ ba chính là cáo tròn thằng Ga. Món thứ tư là huy chương choi và món thứ năm chính là cái giáp khốn khổ. Cuối cùng là cái giáp phòng mệnh luôn. Đó. Đây là cái trang bị mà khi đối đầu với tem bạn là một đội hình chẩn. Giáp phòng mệnh này mình sẽ thay thế một món trang bị bất kỳ. Càng về cuối game thì thấy sát thương nào mạnh thì mình lên cái đó mình thủ thôi. Khi mà gặp tem bạn mà có nhiều vị tướng mà khả năng hồi máu tốt như là Kigoth, Lữ Bố, Amelie nè, đặc biệt là vị tướng Agum á, trợ thủ Agum cực kỳ là hồi máu ghê lắm nha, thì hãy lên cái đao chi hồn ở đây nha mọi người, thế cho cái áo tròn thằng Ga. Còn gặp tem bạn mà sát thương phép thật mạnh thì hãy lên cái huy chương choi món thứ ba. Món thứ tư thì mình sẽ lên cái thủ chính là giáp Gea luôn. Đó, đây là cái trang bị khi đối đầu với tem bạn là sát thương phép mạnh nha. Tiếp theo là cái phụ hiệu cho vị tướng Omen. Đây, phụ hiệu cho Omen đi solo đường tà thần thì hãy ưu tiên chọn cái đấu khí. Ở đây mình chọn cái hấp huyết nè để được hồi phần trăm máu và năng lượng nha. Bên đây mình chọn cố thủ sẽ được nhận 12,5% các hiệu ứng. Dưới đây mình chọn lại nha mọi người. Không, mình chọn cái này nha mọi người, xóa ghi nha. Mình chọn cái bảo mệnh này nè. Tại sao vậy? Để tăng được cái khả năng hồi máu cho Omen nó nhiều lên. Đó, bên đây thì mình ưu tiên mình sẽ chọn quy áp. Thì mình chọn quy áp á, thì sẽ giúp vị tướng này tung chiêu hoặc là đánh thường á, vào lính thì sẽ giúp vị tướng này nó nhận được cái vàng nó nhanh và đồng thời cái vị tướng này á nó hồi phục tốt. Hoặc là mình chọn cái thợ săn cũng được, nhận được công vật lý từ cái vị tướng này rất là nhiều. Thì đây là cái phần chia sẻ về cái trang bị bán ngọc phù hiệu và cách chơi Omen á, thì mọi người cứ chơi bình thường thôi. Lại thế á là mình đã có trang bị tốt rồi, còn về chơi như thế nào đó chính là kỹ năng của mình. Nói chung là mình chơi thì mình chủ yếu mình đừng có hổ báo thôi được rồi, mình đi solo mà mình được yếu mình farm được thật nhiều vàng, mình lên cấp 4 mình hả thấy hổ báo lên thường thường á, đi solo được tài thẳng mọi người. Tướng này sẽ kỵ tướng kia sẽ kỵ tướng nọ, nên là mình thấy mình kỵ gì tướng nào thì mình hạn chế ra cho tránh thôi. Còn mà đi tướng mà kỵ mình thì mình ra mình solo nó, mình dụ nó đơn giản như thôi nha mọi người. Thì đây là cái phần chia sẻ về Omen. Thì mọi người muốn làm về ngọc vị tướng nào hay là những cái gì về chạy tướng nào á, thì hãy comment bên dưới, mình sẽ làm theo cầu của tất cả mọi người nha. Mình xin chào tất cả mọi người, hãy like và đăng ký kênh của mình nha.